an toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm dùng ngay Ít Nhi. Chị thấm không ơi em? Dạ không ơi, mà tặng quà sinh nhật tặng thuốc men không ạ? Trời ơi, anh là con ruột, em là ngoài giá thú thôi. Trời ơi, em ơi, thật ra chị thâm lắm. Chị tặng kêu Bác Kiều tặng đó là hả, cho anh thoại lắp ba lắp bắp. Trời ơi, sinh nhật em là ngay ngày quay luôn á, chị thấm thôi. Cái bữa chương trình còn lâm thôi, đoàn ốp đi, nghỉ ngơi đi. Phiền là nó phiền, qua sinh nhật rồi mới đi quay. Đã chung một team rồi á, mà không hỗ trợ nhau á thì đâm ra tao nói hả anh em gì hả trên mạng vậy vậy á, mà bây giờ lên chương trình không hỗ trợ nhau. Không, 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 nhóm tụi em tan rã rồi. Nhóm hai bạn đã biết rồi. Tụi em hết với nhau lâu rồi. Đàn ca. Wow. Vui là ngày buồn hay vui hay nắng tối hay mưa dọc. Con sao đâu anh em mình còn có nhau. Hurra hurra. Mặc kệ. Mang tiêu. Mọi người chưa biết hả? Ủa sao vậy? Cái điểm này cái điểm dừng chân lượt vòng qua phòng khác chứ không phải ở ngồi đây đâu. Trời ơi. Không, em sao lại một mình này? Thôi lại một mình này thôi. Hôm nay bấm quá. Bây giờ cái đầu tiên mình nhìn nè. Này gọi là dạ. Tôm hùm. Năm sao. Nó khác liền. Đúng vậy. Mà thường là trước khi mà người ta đưa mình ra những cái nơi mà ấy là ta cho ăn ngon lắm. À giống chị Thấm á, Thấm với chồng chỉ con chị. Vậy thôi anh em mình đỡ phần ha. Đổi đi. Ăn không lại đâu. Chắc mình ăn không lại đâu. Ăn không lại đâu. Mời ngồi đi. Ngồi đi. Mình ngồi chừa mấy ghế đầu đi. Dạ mời cái gì thiệt. Coi như chị Thấm ngồi rồi. Thấm này khỏe không? Sao vậy? Nghe nói chị Thấm tiền lắm hả? Tập gì rồi, tập 1 chị vui không? Gia đình chị giàu này hạnh phúc không? Mọi người có thấy một cái gì lạ không? Sao mẹ? Mọi người có thấy cái gì lạ, mọi người phải phát hiện ra liền chứ. Cái lạ là sao nhiều? Thái Lan food. Đúng rồi. Thủ bánh tâm. Xăm tầm nè. Gà chiên nè. Mực sốt Thái nè. Cơm. Trà sữa Thái nè. Thái luôn. Vậy hôm nay khách mời là người Thái Lan. Đúng rồi. Ông chàng đã bụt chú ra chay. Rồi, xin chào mọi người. Ủa? Đây là không phải anh đâu. Chàng là chú Thâm. Chú Thâm hả? Bỏ cái dấu. Mẹ có hành là bụt bẹt còn Thâm không vậy? Người Thái bỏ cái dấu đi. Chàng là chú Thâm. Chúng ta vừa mới trải qua một đợt ghi hình tại Bạc Liêu khá là vất vả đúng không ạ? Dạ đúng. Nên ngày hôm nay ekip chúng tôi quyết định là sẽ để cho các bạn nghỉ ngơi thật là thoải mái. Có một cái bữa ăn thật là ngon. Và dĩ nhiên sau bữa ăn đó là gì thì các bạn biết rồi đó. Đang nát cuộc đời. Trước khi đấy là cho bữa ăn đó. Bữa cơm tinh nhuệ đó mẹ. Cuối cùng. Đúng rồi, bữa cuối cùng đó. Các bạn sẽ có một cái thử thách gọi là trước giờ chưa từng có. Rồi trước khi chúng tôi công bố thử thách đặc biệt của ngày hôm nay là gì thì chúng tôi muốn các bạn ăn uống thật là ngon miệng, có đầy đủ sức khỏe, tinh thần sảng khoái nhất có thể. Chị ăn. Nói vậy nhát ăn luôn á. Khả năng bây giờ nếu mà coi trước là khỏi ăn luôn. Thôi ăn chỗ no đi anh. Ăn đi. Chú Diễm ăn đi em ơi. Ăn nha, mời cả nhà. Mời ăn cơm. Đầu tiên là mình sẽ dùng cái món thầm thầm á. Tôi sẽ dùng cơm. Ủa mẹ cái này cho con. Em cơm đưa tay lên. Em ăn. Đây đưa, đem tôi lấy cho mình. À này ta thấy đỏ hả? Uống được mà. Ngồi đi lấy cho. Dạ. Ngồi đi em ơi. Ok anh. Cảm ơn anh Lâm. Đặc sản. Ủa? Dạ cảm ơn cả nhà nha. Ngon không? Trời ơi, công chi làm sao vậy? Nó giòn lắm. Mực nó dai lắm em ơi. Ngon ngon. Ăn miếng đầu tôm đi. Á lộn mà đầu mực nè. Đây là sâm tầm Thái. Có một loại nữa là sâm tầm bu nữa. Sâm tầm bu ha. Tầm bu là làm bằng ba kia, còn sâm tầm Thái là bằng tầm khô. Ngon quá, ngon. Hương vị rất là sang trọng. Trời ơi, mấy anh em của mấy ekip. Cảm ơn mọi người. Trời ơi. Ở đây
vậy? Sao vậy? Mọi người có nhớ một cái đợt sinh nhật của Quy luôn đúng không? Đúng rồi. Ở Lý Sơn đúng không? Là mình làm cái tiểu phẩm mà drama mà xong ra đó. Dạ. Đốt chạy như thần trong trai. Hả? Tôi đang nói mà. Mẹ. Mẹ ơi. Quý lộn một cái mẹ. Một lần tổ chức cái hoành tráng băng rôn rồi đốt lửa bằng sợi dây ở ngoài có ngại luôn. Đợt này là tổ chức một buổi tiệc rất là hình soạn luôn. Nghĩa là Nguyễn Quy được hai lần tổ chức gọi là có đầu tư. Đúng rồi. Còn Rick là cái dạng đợt Rick là ở trên núi, nó không có đủ cơ sở vật chất. Mà còn chung chạ. Mà chung chạ với ai hả? Cái này chị Thắm không à? Chị Thắm. Không ơn Chris đúng không? Chị Thắm không ơn em? Dạ không ơn á. Mà tặng quà sinh nhật tặng thuốc men mà. Trời ơi. Anh là con ruột, em là ngoài giá thú thôi. Trời ơi. Em ơi, thật ra chị Thắm lắm. Chị tặng kêu Bắc Kiều tặng đó là hả cho anh thoại lắp ba lắp bắp. Trời ơi. Do em nghĩ thôi. Chắc cũng quá. Thôi là cùi không ạ. Ủa cái này mời cái Bắc Kiều cho em. Trời ơi. Trời ơi, chị đang ngon hết đó mọi người. Gia đình mình vô à? Dạ vô. Dạ thoải mái tự nhiên. Dạ ngồi đây. Ngồi đây. Này Gip. Dạ. Rồi. À dạ anh xin phép, cảm ơn anh. Đổi tay làm nhiệt. Trời ơi. Bởi vì lần trước á, sinh nhật của Huy vào mùa trước á, thì chúng tôi tổ chức trong cái điều kiện thiếu thốn. Trời ơi. Nghe là biết rồi. Không thể có xử gì rõ ràng. Rồi. Anh Lâm, anh Tuấn bao giờ được tổ chức sinh nhật? Em có sinh nhật là em đỡ rồi. Trời ơi. Anh Tuấn đâu có đâu đúng không? Anh không có đâu. Không, anh được khách sạn năm sau anh ơi. Hồi nào? Lúc mà anh cho mua của ba nè. Đúng rồi. À, trời ơi. Anh hoành tráng ha. Ủa? Em không có. Hiểu không bà? Hiểu không bà luôn. Cơ bản á, là khi nào mà chúng ta quay gọi sinh nhật các bạn mà gần ngay ngày quay hoặc là trong đợt quay thì chúng ta mới tổ chức. Sinh nhật tới nhật em mà ngay ngày quay luôn, cái gì lắm thôi. Cái bữa đó chương trình chừng 5 thôi, đoàn ốp đi, nghỉ ngơi đi. Phiền là nó phiền. Rồi qua sinh nhật rồi mới đi quay. Như tôi đã nói từ đầu, cái bữa tiệc này không chỉ là vì sinh nhật Huy, mà vì sau cái bữa tiệc này là các bạn sẽ có một cái nhiệm vụ trước giờ chưa từng có. Cho nên là chúng tôi muốn cho các bạn ăn ngon, thoải mái nhất có thể. Chúng tôi mời đến cho các bạn ba vị khách mời rất là đáng yêu, rất là đẹp trai. Lời đầu tiên cho trai đẹp Nghe Gift và gửi lời chào đến anh Trường Giang và anh Lâm và tất cả các quý chị ở đây. Hôm nay rất dạ, quý anh chị ý em là gì? Hôm nay rất là vui khi mà được là khách mời gọi là mà đặc biệt tới để mà thực hiện nhiệm vụ cũng đặc biệt à. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Nhưng mà cái gì thôi. Em có chuẩn bị cái gì đó hay là em nghĩ rằng tâm thế tới đây như thế nào? Tâm thế tới đây là thật ra thì đó giờ em cũng ước mong là em được tham gia 2 ngày 1 đêm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mới được chị Thắm mời thì em cũng thấy vui. Hôm trước mời hết lần rồi. À được một lần nhưng mà nó cũng ngắn lắm chị, nó ngắn. Em không có thoại luôn thì hôm nay muốn ở đây chơi có thoại vui vẻ. Dạ. Chắc là khách mời của em là mời được với má anh, cái ông của khách mời, má Quy, má Quy là không phải là đúng rồi. Hy vọng gì khi đến chương trình này? Dạ em muốn mang bài nhạc mới của mình tới đây để chiêu đãi anh em. Wow. Chỉ là chủ yếu là muốn tới đây quảng cáo thôi. Bia. Nay thấy anh Kiếp trưởng thành nhiều, ngày xưa lũ ảo ớ và nay bắt đầu dàn dĩ hơn, bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Ngày xưa thì khi mà qua cổ ta đi vô để mà hát bài Thủy Triều đó, sau khi hát lại lên luôn. Hy vọng em sẽ không như vậy. Phát triển cao hơn. Đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Có bài mới hả? Dạ đúng rồi, em chuẩn bị đúng không? Chuẩn bị cũng chuẩn bị. Nè em có bài mới chưa? Em chưa hồn nhiên lắm anh. Em chưa có bài mới. Em muốn gặp mọi người thôi. Hèn gì em mồ hôi rịnh quá. Rịnh mồ hôi ra quá. Bây giờ là Pháp Kiều nè, xin mời. Hello, xin chào tất cả khán giả của chương trình 2 ngày 1 đêm, mình là Pháp Kiều. Em xin chào anh Trường Giang, chào anh Chris Phan, anh Hiếu thứ hai, anh Bắp, anh Kiều Minh Tuấn và anh Lâm. Và đây là lần đầu tiên em được tham gia một chương trình có nhiều người mà kiểu lớn hơn em. Ý, kiểu nó là già hả? Không phải ý là già mà kiểu đàn anh á. Đúng rồi, nên là em hơi sợ á. Nên ủa anh làm gì á? Có đâu. Nên là em mong là khi mà em vô chương trình này thì các anh có nhẹ nhẹ tay với em. Đúng rồi, nên là em thấy mấy anh miệng cái miệng cũng kiểu dữ quá trời nên em cũng hơi sợ. Trời ơi. Đúng rồi. Là mục đích của em tham gia đến nay thì cũng định là kiểu chiếm spotlight của mấy anh đó. Ôi, em chiếm em
có một tập đặc biệt nhỏ xíu à mà em đòi chiếm. Nói chứ là chương trình này tụi anh hỗ trợ dữ lắm, dành thời gian nhiều các bạn. Với lại những bạn nào yếu yếu tụi anh hay hỗ trợ. Chứ bên này mạnh quá, thấy nói chuyện mạnh quá. Mạnh miệng quá hả? Mạnh miệng quá. Làm im rồi không nói tiếng nào kìa. Không, anh đừng có nói em. Ê, em thấy Pháp Kiều lên tiếng cái là Lâm tắt đại luôn. Tắt liền. Anh ơi. Tắt liền. Tắt liền. Bậy anh. À, hổ không gầm sao em? Ủa mà Kiều với Lâm gặp nhau chưa? Gặp rồi. Người ta chung chồng mà. Người ta chung chồng mà. Gặp nhiều lần rồi. Hiện tại cũng là Chris là chung một team. Hiện tại với lại Negip là chung một team. Bây giờ á mà đã chung một team rồi á mà không hỗ trợ nhau á thì đâm ra ta nói hả anh em gì hả trên mạng vậy vậy á mà bây giờ lên chương trình không hỗ trợ nhau. Lâu anh nhóm tụi em tan rã rồi. Nhóm hai bạn biết rồi. Tụi em hết với nhau lâu rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Tính được con trước rồi. Nghĩ rồi, nghĩ rồi, tụi em chán nhau. Ông anh thấy cũng nên nghĩ nữa. Rỉ đi. Nghĩ rồi. Tại vì nhìn hai mấy đứa cũng không có hợp với nhau lắm. Nghĩ kiếm cái gì đó. À, vậy anh. Trời ơi, hàng gì vừa tách ra cái hay quá. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Cảm ơn mọi người. 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 Rồi. Ở đây đi, sao vậy? Mọi người có nhớ một cái đợt sinh nhật của Quy luôn đúng không? Đúng rồi, là đúng rồi. Ở Lý Sơn đúng không? Là mình làm cái tiểu phẩm mà drama mà xong ra đó. Dạ. Đốt sợi dây thần trong dài. Hả? Tôi đang nói mà. Mẹ. Mẹ ơi. Quýt lộn một cái mẹ. Một lần tổ chức cái hoành tráng băng rôn rồi đốt lửa bằng sợi dây ở ngoài vân ngại luôn. Đợt này là tổ chức một buổi tiệc rất là thịnh soạn luôn. Nghĩa là Nguyễn Quy được hai lần tổ chức gọi là có đầu tư. Đúng rồi, có đầu tư. Còn Rick là cái dạng đợt Rick là ở trên núi, nó không có đủ cơ sở vật chất. Mà còn chung dạ. Mà chung dạ với ai hả? Cái này chị Thấm không ưa Rick đó. Chị Thấm. Không ưa Rick đúng không? Chị Thấm không ưa em. Dạ không ưa. Mà tặng quà sinh nhật tặng thuốc men không ạ? Trời ơi. Anh là con